là nhiều dây thố cá. Anh ơi, giờ cho em hỏi là cái dây này là mình bán dây hay là mình bán đồ xay luôn anh? Nói chung là mình vừa giao sỉ nhưng mà mình giao lẻ lại luôn. Dạ. Thì nếu mà giao sỉ là người ta gọi điện cho anh rồi mình đi giao cho người ta đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mình giao ở địa bàn nào anh ha? Giao nói chung là giao ngoài An Biên rồi U Minh Thượng rồi Vĩnh Thuận. Vĩnh Thuận luôn. Qua Cà Mau. Dạ. Mấy hôm dài thì đang dịch thì mình không có qua bển. Dạ. À, bây giờ giá cả mình sao anh? Giá bây giờ nếu mà giao sỉ là đây giao 20.000. 20.000 một ký. Rồi còn mình xay ra là bán 25.000. Xay ra là bán 25.000. À, đó là mình tính tiền ship chưa? Thôi đó là rồi đó, mình giao lại tới nhà. Giao đến nhà. À, còn cái dạng nếu mình giao ở đây là mình giao đi vòng xay thì mình giao vòng ở đây. Dạ. Còn nếu mà cái chưa xay mình mới giao xa được. Dạ. Anh có thể chia sẻ thông tin của anh và cái số điện thoại để bà con có thể liên lạc khi mà con có nhu cầu không? Nói chung là ở đây thì nói chung là cũng như vòng vòng ở đây mà ai xay thì điện lại tới số điện thoại cũng như 0389 723 205. Mình giao lại tới nhà đó, mình xây sẵn. Dạ, cơ sở mình tên gì vậy? À, tên chỗ mà Lên á, tên Lên á. Anh Lên ở ấp Thành Phụng Tây. Ấp Thành Phụng Tây, xã Đông Hưng, huyện Minh, tỉnh Kiên Giang. Dây này là mình mua ở đâu anh ha? Lấy từ gốc ở Bình Dương về. Gốc ở Bình Dương. Ở miền Hướng mình không có dây này anh. Không, dây mình ở đây ít ai trồng lắm, dây này ở vùng tên địa bằng ở Bình Dương và dùng sông Bé. Dạ. Hiện tại số lượng mình có là bao nhiêu anh? Ở đây nói chung là theo hiện tại bây giờ cũng mấy hôm gài về nhiều lắm, mấy hôm gài về xuống có mấy hôm gài ngơi lại ở đây cũng còn cũng dài vô bó. Như vậy ở anh là lúc nào cũng có đúng không? Nếu bà con cần số lượng bao nhiêu mình cũng đáp ứng được. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi.